Em tên là Quang Minh, năm nay em 18 tuổi, em chơi skateboard được 3 năm. Lần đầu tiên chơi thì té cũng nó ê mộng ê người luôn, đầu tay chân, nhưng mà kiểu vẫn thấy nó vui. Em tên là Ngô Minh Thành, hiện sinh viên năm nhất. Em chơi bộ môn trượt ván này từ năm lớp 10. Em đến với bộ môn này là vì sau một lần coi một cái clip trượt ván thì em rất là thích, và bắt đầu phải mua cho bằng được một cái ván cũ cũng được. Thì lúc đầu không ai chơi chung á. Có một lần là ở trường có một cái confession là có ai trượt ván ở trường không, thì em vào mấy comment vào. Thì lúc đó mới gặp được Minh. Thì đó chơi chung rất là vui. Chơi thì gặp được nhiều bạn bè, học hỏi nhiều cái ngoài về trick của skateboard. Em học từ mấy anh lớn như là anh Cô Tý, anh Cẩm Vũ vân vân. Còn ở nước ngoài thì có Beric. Còn cái chỗ học thì không nhất thiết là mình phải đăng ký, tại người ta dạng như là dạy theo kiểu mở rộng về cái đề tài skateboard này. Ở địa điểm là ở Racemore, 8 giờ sáng chủ nhật, cho nên là mình không cần phải đăng ký, mình có thể tới học chung cũng được, người ta sẽ chỉ cụ thể. Skateboard là một bộ môn khó, cho nên đòi hỏi người chơi cần phải có sự luyện tập và kiên trì. Nhưng mà đồng thời hai thứ đó cũng hình thành nên cái đam mê của mình. Mặc dù chơi cái bộ môn này rất là khó khăn, nhưng nó là đam mê của em nên em sẽ không bao giờ từ bỏ nó.